nó có 3 điểm không anh? Thì nó như thế này anh nhỉ, rút vào trong cái khe ấy luôn. À, nó nhìn nó đẹp. Cái này thì là mô đồ thông dụng cho giáo dục, còn cái mô đồ mà cho doanh nghiệp nó có loại mô đồ. Cái này là Intel Core i5 thôi, nhưng thằng này là Intel Core i7 hệ thứ 8. Nó sẽ đáp ứng được cái RAM 16GB chắc là đáp ứng được.
những ai chạm vào tự nó chạy cho link giới thiệu đúng không anh?